chung. Giờ là còn khóc cá vàng thôi vì một bồi thôi. Mua đó. Ừ. Mua một đó. Mua mới rồi đó. Ừ. Đây không thể nói mà ú ớ tí không. Ừ. Bà tới đây bà lấy xe bà đi chờ hả nó? Ủa rồi hết. Có cây còn đang rớt. Ừ, mới rồi. 40 tiền. Cái tay em rung ghê, cái tay em lạnh kìa. Muốn cái ong rồi con. Ừ, cái tay này phải bình thường. Cái tay này nè. Này, người ta chọn phong đi đẹp để chụp ảnh mà chưa được chụp luôn á. Ghê đấy nhà, đợi em xíu được nhà. Hên xui ghê. Một là nhỏ hai là to. Chị Hà chơi trò nó vui. Chị Thu không biết ở đây không, biết được. Chị Thu nó trói mắt con mà em che mắt rồi em. Ủa không phải ngày đi đâu thế à? Thì nào cũng sao chứ không biết. Này, hay ra dạng. Hay ra dạng quá hả? Để mình không cười, mình chết mắt từ mình nhìn mình thấy mà chị cười đâu. Cháu chị bỏ là chị biết rồi. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng Em nhận y cọc đây luôn nè. Bây giờ chị có tính chị bỏ tiền hắn số series cả đó. À. Cùng với series á. Lấy cái mà nhiều từ á là từ 20 với 10 là chị bỏ cùng series á. Đẹp quá vậy anh bỏ cùng. Em bốc với cái gì hả? Em bốc bớt. Lần đầu đáng lẽ là chị cho đứa mà như em là được hai từ đúng mà thôi chị rút lại. Nhưng mà em chưa bốc mà. Mười giờ là em đã đi đồ qua đây được rồi đâu mà đi hai đi làm chứ không 10 phải đi rồi chứ 10 rưỡi lo lòng đi chị vô ngày nào hả chị vô ngày nào đi rồi mới vô tháng này nè sáng đi xong dọn dẹp nhà cửa đi xe vô hả đông không đông không chết chưa chết luôn ghê nhưng mà mình có giường nhá chị có giường chị là đi nè chị đặt hẳn 2 vé mà ghi chị thì đang thành 3 vé chứ chưa chị 3 giường luôn chứ không đâu bây giờ làm bây giờ thì cho họ làm giường nó đang dưới nó kìa ở mấy cho tao thích nó đặt cái chị kêu đi chị đặt giường trong tích đó hả không chị đặt là giường của chị là chị với cô nhỏ nhưng mà họ đặt họ ghi rằng họ ghi nhầm thành cái vé của chị thành 2 người thế sau thì khi thật ra tinh thần nhiều người họ xin thêm lắm cũng là sao nữa anh còn up tin nhắn của em này bên anh bị nhầm á chứ không phải em nhầm đâu em đặt đúng vì em chỉ còn 2 vé này về thì tắm nhau tí màu rung như bên này tẩy lên tao quên anh cũng gì mới ra mới chọn được ấm nhưng mà vừa ra bưng ra phải phải khăn trùng lại liền chứ không mới ra ông nghe đưa mình vào quân nhớ giờ đi làm cho bóng nữa thì lạnh ông đã bóng thì nóng mà bóng nóng dùng lạnh thì đi ông đã bóng ông trùng đồ dày rồi em ông trùng đồ dày ra đóng cửa đó xíu ra bóng chứ ôi xui tao nói gì chỉ vì cái bóng của ông mà tao phải ráng học lớp đến 5 giờ chiều tao đi mà 6 giờ cũng ăn xong ông đá bóng xong là đáng là gì cả 3 rưỡi xong mà vẫn đá trễ là 4 rưỡi xong bắt xe là 5 giờ mới có xe chạy chính là chỉ hết tiếng là 6 giờ mà chỉ soạn xong 6:15 mà bay lên lớp lấy ngồi ăn mấy gói mì tôm xong đi hát ra thì con ăn là xong hết rồi vừa ăn cho nhanh nó bụng cho đỡ đói trời ơi vẫn là gì đá bóng ừ đi xe cái với nó chim một tiếng luôn á xe từ nhà chị về nhà huyện là chị một tiếng rồi đi nhanh á hai huyện khác nhau mà à hai người nhà nội nhà ngoại cơ đi 6 vòng thì hôm nay giúp bọn thì bóc tiền nhá thì bóc tiền rồi hả còn tiền chị Ly nữa hay không có khỏi em đâu yên tâm ngay trên đi lần lần ngay dưới đi lần lần là biết rồi không biết là lần nào đường mua sẽ xuống bóc không thì nãy mình hy vọng anh hỏi anh bắt được từ 20.000 đến vui mà anh bắt được đúng từ 200 hy vọng mà hy vọng anh bắt từ 20 thôi không ngờ bắt từ 200 bắt đầu tiên luôn á anh bốc đầu tiên mà hai mấy thôi chứ phải ít mốt chỉ làm hai mấy cái không mình sáng rồi tính là tờ mua tờ nái cũng 200 hết trơn á chị hả? Không, có cả tờ nhỏ mà không. Ừ. Đấy là em bán đi 10.000 đấy. 20. Đấy là tờ có tờ 10.000 đó hả? Có 10.000. Đi 10.000. Lấy bóc lại chưa? Rồi. Bóc lại máy, chị Lê bóc lại máy chị. Ủa đang gì vậy hả? Em ở dưới kia là cho bóc cho vui hơn, mà lên đây thôi phát thật luôn. Bà nhân vui lắm, bà nhân vào trúng 20. Thôi chị kêu em đi. Chị dẫn ra từ thì gọi là vui thôi, chứ chị đưa lại dẫn từ khác. Em vui là chứ bạn biết mà đen từ đầu có đầu rồi đó đen kinh rồi đó ơi già chị mới đi ở dù bệnh nhân cũng chưa không làm như làm cho tao tiền nhiều không cần tình lắm đâu tin yêu như tin chứ còn yêu chị không mất đẹp
Nhưng mà chắc là do nhiều mối quá. Còn chưa biết mối này. Chưa chị. Mà hôm qua Shopee cũng chưa gói luôn á chị Hà. Em không biết luôn, ở trên này gần ở dưới nó thấy tự xử. Đỡ mà. Đợt này về xin dùng kem hơn. Đỡ. Xí mua hộp kem. Ừ. Bữa viêm kinh phúc rồi. Với lại em cũng xiên đi đi cho đỡ cho em để lau á. Bóp trống bao tay, có mọi người để ý bao tay nha, có bao tay ni khó nặng lắm nè. Sao đó? Chị ngó. Trơn mà. Cứ kiểu chi á. Giờ bóp lâu người chị như vậy. Thì ông nói ông quay luôn gì. Ông nói quay luôn. Quay đi. Cái này nè, quay dọc luôn. Xí cỡ nè, lấy ông lòng. Ông lòng nó dài quá, mặt nóng. Còn hơn mặt này nó ra bên trời. Con đi chơi chưa về nữa nè. Về rồi. Chắc cũng từ từ chắc cũng được. Chị Nguyên cặp đi không? Đơn giản thôi. Hiền đi đâu cũng gặp cái thằng đó đó Hiền. Làm lại. Này. Một hai là một mình nó thôi. Không, ý là mấy thằng trong quán luôn á.